Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 quyết thiếp vong hồn ký, tác giả Trần Thanh Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Lâm Dân sắc mặt biến đổi, không hiểu gã không muốn lên tiếng hay là không thể mở miệng, cứ đứng ngay người ra như tượng gỗ. Những tiếng bước chân bình bịch mỗi lúc mỗi gần lại. Tiếp theo đó là hai tiếng rên khủng khiếp, bóng người từ từ dang ra xa. Ma mẫu miệng cũng ứa máu tươi, ướt cả vạt áo đằng trước. Cam Đường vẻ mặt xám ngắt, máu tươi phun ra luôn mấy lần. Người của chàng lão đảo muốn té, cánh tay phải của chàng mềm rũ buông thõng xuống, xương tay đã bị gãy rồi. Ma mẫu lau máu ở trên miệng rồi lại cất bước tiến vào. Lúc này Cam Đường giơ tay lên rất khó khăn, dĩ nhiên là chàng không thể phản kích được nữa. Chàng nhìn thấy đối phương mỗi bước mỗi gần lại và nhận thấy rằng sinh mạng của mình sắp kết thúc đến nơi rồi. Trên mặt của chàng thoáng hiện một nụ cười, nhưng là một nụ cười đầy đau khổ và mỉa mai. Đối phương là một nữ ma đầu, mắc chứng bán thân bất toại. Vừa mới đây, trước khi chữa thương cho mụ, chàng muốn giết mụ thiệt dễ như trở bàn tay, nhưng chàng lại chừa cho mụ khỏi bệnh, và bây giờ chính là chàng đã sắp mất mạng về tay của mụ ta. Bây giờ Cam Đường mới hối hận thì đã chậm mất rồi. Chàng có tự trách thì cũng đã quá muộn. Tóm lại nhất thiết đều không kịp nữa. Báo thù không được lại bị chết về tay của cừu nhân. Đối với cái chết này chàng không nhắm mắt được. Chết xuống suối vàng, chàng không còn mặt mũi nào mà nhìn phụ thân cùng người nhà đã bị quyết kiếp ở Thánh Thành. Chàng đã hy sinh với hai chữ võ đạo. Chàng đã tự hủy mình vì tính kiêu ngạo. Thù sâu tựa bể, hận chất như non, tất cả đều theo cái chết mà lu mờ. Chàng cảm thấy trái tim của mình đang bị tan nát trước một hiện trạng cực kỳ tàn khốc. Đi sai một nước cờ là thua cả bàn cờ, thua đến tan tành, không còn sót lại một mảy may. Thật là một cái thua vô cùng thảm đạm. Bây giờ chỉ còn cách nhận lấy số mạng. Than ôi, đến nỗi này còn biết nói sao đây. Ma mẫu còn cách Cam Đường chừng vài bước thì mụ dừng lại. Mụ lạnh lùng hỏi: "Thì Thiên Đường, nếu ngươi chịu nói ra tấm Ưng Long ma bài đã lọt vào tay của Thiên Tiệt Môn trong trường hợp nào, thì ta tha mạng cho ngươi, có chịu không?" Cam Đường trợn mắt muốn rách cả mí mắt mà đáp: "Không được. Đó là một cơ hội cuối cùng để cho ngươi thoát chết. Ngươi tính sao? Ta giận mình không lấy máu mà rửa được trang này." Cầm miệng lại, lão thần đã tuyên thệ tuyệt diệt phái Thiên Tuyệt. Ngươi là kẻ nạp mạng đầu tiên. Ngươi đừng có mơ mộng nữa. Thừa võ đâu? Đại Trang Chúa đáp ngay: "Thưa mẫu thân, có điều chi dạy bảo?" "Lấy đạo người để trị người, ngươi cầm kiếm ra đây." "Xin tuân mạng." Lúc này Cam Đường bị máu chảy ngược, công kích trái tim, mắt của chàng hoa lên. Tay phải của chàng đau thấu vào phế phủ. Óc chàng hỗn loạn, chỉ còn một ý niệm báo thù. Ý niệm này đã chống cho chàng không ngã lăn ra. Chỉ trong nháy mắt, Đại Trang Chúa đã chống kiếm bước tới. Ma mẫu trầm giọng nói: "Ngươi hãy dùng thủ pháp Lạc Anh Tân Phân thưởng cho hắn 3 vòng 60 kiếm. Đại Trang Chúa dùng kiếm lên. Cam Đường trợn mắt lên, mí mắt rách hết. Những tia máu phúng ra đỏ lợm. Mặt của chàng trông như quỷ dữ. Đại Trang Chúa bất giác rùng mình. Lâm Dần la lên một tiếng thê thảm nói: "Di má, y đã chữa bệnh cho di má, mà di má đang tâm giết y thật sao?" Ma mẫu nghe câu này bất giác toàn thân rung lên, mụ thét: "Thừa gió, hãy lui ra." Đại Trang Chúa không nói gì, thu kiếm lại. Ma mẫu đăm đăm nhìn Cam Đường một lúc rồi nói: "Thi Thiên Đường, cái ơn trị thương lão thần chưa báo đáp, vậy bữa nay ta hãy tha mạng cho ngươi. Thôi ngươi đi đi." Cam Đường nghiến răng nói: "Bản nhân không cần ngươi tha mạng đâu. Ngươi cứ đi đi, thế là bữa nay hai bên không còn ai nợ ai nữa đó. Rồi bản nhân sẽ trở lại. Lão thần cũng vậy, một ngày kia sẽ giết chết ngươi." Cam Đường nhìn Lâm Dân nói: "Lâm huynh, thấy là tiểu đệ thiếu Lâm huynh một khoản, sau này sẽ có ngày đền bồi." Lâm Dân cực kỳ xúc động nói: "Hiền đệ ơi, tiểu huynh xin hiền đệ hãy cho tiểu huynh được xưng hô như vậy.
Trong lòng Tiểu huynh vẫn ghi nhớ đoạn tình nghĩa bèo mây này. Tiểu huynh đưa chân hiền đệ một đoạn đường. Gã nói tới nửa câu sau thì thanh âm lạc hẳn đi, ra chiều ngẹn ngào. Tình trạng này thiệt là di diệu phi thường. Cam Đường nghiến chặt hai hàm răng rồi đáp: Tiểu đệ không muốn nhọc lòng Lâm huynh. Dứt lời, Cam Đường quay mình cất bước, nhưng người của chàng lão đảo suýt té. Lâm Dần vội chạy lại đỡ đỡ. Ma Mẫu giơ tay lên sẵn giọng nói: Dần Nhi, ta không cho ngươi làm như thế. Cam Đường cố sức trấn định tâm thần, lão đảo chạy đi. Chàng gắng gượng ra khỏi tòa lầu đồ sộ. Chàng chạy đi chừng được 10 trượng thì không chống nổi nữa, mắt qua lên chàng ngã lăn ra. Nhưng một luồng khí ngạo nghễ đã giúp cho chàng cố đứng lên được. Chàng nuốt 3 viên Vạn Ứng Đan, rồi lại gắng gượng cất bước. Chàng lê gót trầm trọng, nặng tựa như ngàn cân. Hiền đệ, Lâm Dần như một cơn gió lốc giọt tới, mặt của gã vô cùng sầu thảm. Cam Đường đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn gã và nói: Tiểu đệ không hiểu được tâm địa của Lâm huynh. Tại sao vậy? Tiểu đệ là kẻ thù không đội trời chung với lệnh thân đó. Lâm Dần ngắt lời: Cái đó là một chuyện khác. Hiền đệ có bằng lòng trả lời ta một câu không? Xin Lâm huynh cứ nói ra, tấm thiết bài kia sao lại lọt vào tay của hiền đệ? Cam Đường nghiến răng nói: Tiểu đệ không thể trình bày được. Lâm Dần cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Hiền đệ, nếu như hiền đệ không nói thật tình thì hậu quả nguy hại lắm đó. Cam Đường trợn mắt lên hỏi: Lâm huynh uy hiếp tiểu đệ chăng? Hiện giờ chúng ta vẫn còn là tình bằng hữu mà. Sau này sẽ ra sao? Cái đó khó nói lắm. Được rồi, vậy xin Lâm huynh tùy tiện. Tiểu huynh sẽ đưa hiền đệ vào thành để kiếm một nơi tịnh dưỡng. Không cần đâu. Giữa lúc ấy, ba bóng người chạy như bay tới nơi. Hiển nhiên là ba vị trang chúa, người nào cũng mắt lộ oán hận, mặt đầy sát khí. Cam Đường ruột gan tan nát, ọc lên một tiếng rồi máu tươi tràn ra. Lâm Dần quay lại đứng chắn trước mặt của Cam Đường rồi hỏi: Biểu ca, các vị muốn làm gì? Đại trang chúa lớn tiếng đáp: Người hãy tránh ra. Lâm Dần lạnh lùng nói: Y có ơn cứu thương cho Di Má, vậy Di Má đã tha cho y rồi, các vị làm thế này? Ba vị trang chúa lớn tiếng chặn lời: Tiểu Dần, người mê mẩn tâm thần rồi chăng? Ba vị biểu ca sao lại nói như vậy? Tâm sự của tiểu đệ không muốn ai can thiệp vào. Hành động của ngươi đã đi với cái kết quả nào, ngươi có nghĩ tới hay chưa? Tiểu đệ nghĩ tới rồi. Bây giờ bất luận là ai cũng không được đụng đến y. Giỏi! Ngươi muốn động thủ với huynh đệ chúng ta chăng? Lâm Dần dậm chân đáp: Nếu các vị biểu ca bức bách thì tiểu đệ đành phải thế. Vạn Ứng Đan quyền diệu vô cùng, tỳ thuốc vào trong bụng chưa lâu, nhưng nó đã ngăn trở không cho máu chạy ngược đường công kích vào trái tim nữa. Nội lực của Cam Đường đã hồi phục lại nhiều. Lần này chàng cũng đau đớn không kém gì hai lần bị tử kiếp mà chàng đã phải uống hồi sinh đan để đã thông hai chỗ thiên quyệt. Nếu không thế thì chàng không thể sống được nữa. Nhị trang chúa nhăn tít cặp lông mày rậm lại rồi nói: Tiểu Dân, sao ngươi lại tự rước lấy cái khổ vào mình như vậy hả? Dù thế nào mặc lòng, không ai có thể biến đổi được chủ ý của tiểu đệ. Tiểu Dân, sau này tất ngươi sẽ phải hối hận đó. Trước nay tiểu đệ không bao giờ hối hận cả. Hạng người này dù giết đi đến 100 lần cũng không có đáng tiếc. Sao còn để gã sống ở trên thế gian làm chi? Chẳng lẽ ngươi không đoái tưởng? Lâm Dần vội cướp lời nói: Di Mẫu đã có lời hứa không ai có thể hủy bỏ được, cũng không nên nhân lúc người ta gặp đức gian nguy mà hành động trái với quy củ của Võ Lâm. Đại trang chúa không thể nhẫn nại được nữa, hắn lớn tiếng quát lên: Tránh ra ngay! Lâm Dần lạnh lùng đáp: Không được. Cam Đường tuy ở trong lòng rất cảm kích mối nhiệt thành của Lâm Dần, nhưng khi nào chàng lại chịu sự hộ vệ của gã? Chàng cất giọng run run nói: Lâm huynh, thịnh tình của Lâm huynh tiểu đệ muôn phần cảm kích, xin Lâm huynh cứ tránh ra đi. Lâm Dần quay lại đăm đăm nhìn Cam Đường và nói: Hiền đệ, tiểu huynh xem hiền đệ không phải là hạng tà ác, trái lại khí độ hiên ngang của hiền đệ khiến cho tiểu huynh rất khâm phục. Dù có mối cừu hận ở đời trước, chẳng có lý do gì mà lại đổ hết trên đầu của người sau.
Hiền đệ đừng lo gì cả, không ai dám đụng đến hiền đệ đâu. Câu nói này của Lâm Dân khiến cho Cam Đường hoang mang tự hỏi. Câu nói của Lâm Dân khiến cho Cam Đường hoang mang tự hỏi. Y nói cái gì mà cừu hận đời trước chẳng có lý do đổ lên đầu người đời sau. Mối thù của cha mẹ là mối thù không đổi trời chung. Lẽ nào không trả được, chỉ có chết mới đành chịu mà thôi. Đại Trang Chúa lúc này gầm lên. Tiểu Dân, ngươi điên rồi sao? Tiểu đệ không điên đâu. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Ngươi chỉ biết vì mình mà không nghĩ đến cừu hận hay sao? Đại biểu ca, cái đó tiểu đệ đã hiểu rồi. Lời của tiểu đệ tới đây là hết. Dứt lời, gã quay lại nói với Cam Đường. Hiền đệ, chúng ta đi thôi. Tam Trang Chúa lúc này tức giận quá hỏi. Người dám chống lại bọn ta thiệt ư? Lâm Dân lờ đi như không nghe thấy, đẩy Cam Đường chạy về phía trước. Ba vị Trang Chúa cặp mắt đều đỏ ngầu, băng mình nhảy sổ tới. Lâm Dân quay lại phóng chưởng ra để ngăn cản nhị và Tam Trang Chúa. Đại Trang Chúa nhảy sổ về bên Cam Đường, tung chưởng đánh ra thật mạnh. Cánh tay phải của Cam Đường bị gãy xương không cử động được. Chàng gắn gượng ngưng tụ chút tàn lực vào tay trái để phóng ra. Tuy chàng đã bị trọng thương rồi, nhưng chàng đánh ra một đoàn vong mạng cũng không phải là tầm thường. Hai tiếng rên đồng thời phát ra. Đại Trang Chúa phải lùi lại đến 3-4 bước. Hắn miễn cưỡng cố nhịn cho khỏi học máu ra. Cam Đường trước đã bị thương rồi, bây giờ lại bị thương nữa. Miệng của chàng phun máu tươi ra, người chàng lão đảo muốn té. Lâm Dần công lực còn cao hơn hai vị Trang Chúa. Gã phóng ra 3 chiêu liên hoàn bức bách hai vị Trang Chúa phải lùi lại. Đoạn gã quay lại ngăn chặn Đại Trang Chúa nhưng đã chậm mất một chút. Hai bên vừa trao đổi một chiêu, Lâm Dần trông thấy tình trạng của Cam Đường thì cả kinh thất sắc. Dĩ nhiên gã chỉ có thể hộ vệ cho Cam Đường mà không thể đàn tài hạ sát ba vị biểu huynh được. Giữa lúc Lâm Dần còn đang ngơ ngác, thì Nhị Trang Chúa và Tam Trang Chúa lặng người đi theo, như một hình cánh cung nhảy sổ vào hai bên của Cam Đường. Lâm Dần hét lên một tiếng, dung chưởng phóng ra, thế chưởng nghiêng non dốc biển, đánh vào Nhị Trang Chúa, đồng thời gã nhảy sổ về phía Tam Trang Chúa. Nhị Trang Chúa mới ra chiêu nửa vời đã bị ngăn trở. Còn Tam Trang Chúa toan phóng chưởng lại bị sợ trúng phải Nhị Trang Chúa nên không dám. Cùng lúc ấy tiếng rú thê thảm đinh tai nhức óc vang lên. Cam Đường bị phát chưởng của Đại Trang Chúa hất bay ra xa hơn trượng, rồi ngã lăn xuống đất. Lâm Dân gầm lên, giỏi thiệt các vị biểu ca. Gã chưa dứt lời thì Nhị và Tam Trang Chúa đồng thời giơ tay lên, nhằm liền vào mặt của Cam Đường hai lưỡi đao chỉ thủ sáng loáng. Gặp lúc Lâm Dân vừa nhảy tới trước chàng, Nhị và Tam Trang Chúa kinh hãi rú lên một tiếng. Đại Tràng Chúa thấy tình thế nguy hiểm, vội phóng ra một luồng chưởng phong để đẩy lưỡi trĩ thủ lệch sang bên trái. Trời ơi! Lâm Dần thét lên một tiếng, lưỡi trĩ thủ ở bên tai mặt đã cắm vào vai của gã. Giả tỷ không có Lâm Dần để đỡ đòn thì Cam Đường tất nhiên đã bị hai lưỡi trĩ thủ kia phóng trúng trái tim rồi. Tại sao Lâm Dần đỡ lưỡi đao trĩ thủ trúng vào mình mà không né tránh? Vì gã đã hoang mang dày nổi sinh tử của Cam Đường, nên tay mắt của gã đã không còn tỉnh táo để kịp đề phòng. Đồng thời gã cũng không ngờ hai vị biểu huynh của mình lại dở thủ đoạn này. Máu mè chảy ra ướt đẫm cả vạt áo đằng sau của Lâm Dân rồi nhỏ giọt xuống đất. Ba vị Trang Chúa trong lúc thảng thốt, chân tay luống cuống đều đứng ngay thộn mặt ra ở đương trường, da mặt co rúm lại rất khó coi. Lâm Dân nghiến răng bật lên một tràng cười không ngớt. Cam Đường tuy bị thương nặng không nhúc nhích được, nhưng chàng vẫn còn trông thấy cảnh tượng này, rất rõ ràng liền kêu lên. Lâm huynh, sao Lâm huynh lại tha thiết với tiểu đệ đến như vậy? Lâm Dần không lý gì đến mối cừu hận giữa hai bên. Gã liền hộ mạng cho Cam Đường. Tình nghĩa bạn bè này khiến cho Cam Đường phải ghi lòng tạc dạ. Giữa lúc ấy một bóng xám từ phía khu rừng cạnh đó nhảy sổ ra như bóng sao xa rồi lại mất hút ngay. Cam Đường đang nằm trên mặt đất cũng mất theo. Đại Trang Chúa và Tam Trang Chúa ngẩn người ra một lúc rồi cũng tung mình rượt theo. Nhị Trang Chúa đầy vẻ bẻ bàn, chạy đến bên Lâm Dân rồi nói. Tiểu huynh thật ái nái vô cùng. Đi đi!
Lâm Dần tức giận la lên một tiếng rồi đưa tay lên rút lưỡi chủy thủ ở trên vai ra. Một tia máu giọt ra như tên bắn, khiến cho gã đau đớn vô cùng, sắc mặt lợt lạc. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ từ nhỏ xuống. Gã nghiến răng tự điểm huyệt để cầm máu rồi thăng thoát chạy về nhà. Nhị Trang Chúa hốt hoảng chạy theo Lâm Dần. Nhắc lại Cam Đường, khi bị chiếc bóng xẹt đến cấp đi. Chiếc bóng này chạy rất nhanh, mà chàng thì mê man không biết gì nữa. Không hiểu người đó chạy đi đã bao lâu. Lúc đến một tòa cổ miếu dột nát, liền đặt Cam Đường xuống ở một đống cỏ êm ấm. Bỗng có tiếng hỏi. Thiếu chủ, xin tha thứ cho ti tòa. Vì một lúc sơ ý mà đến tiếp ứng chậm trễ một chút. Sao thiếu chủ không phóng tín hiệu đó lên? Cam Đường nghe tiếng gọi mở mắt ra thì rõ ràng là Hương Chúa Bàn Cửu Nương dưới trướng của Diện Thiên Quan. Chàng thở dốc lên một hồi, quyết lại chạy ngược chiều đường xông vào trái tim làm cho chàng lại mê đi. Cam Đường tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Bóng trăng lạnh lẽo thê lương xuyên qua mái dột nát chiếu vào ở trong miếu. Không biết Bàn Cửu Nương đã đi đâu lấy được một bình trà, một tấm bánh và nửa con gà đem về kính cẩn nói. Mời thiếu chủ tùy tiện ăn cho đỡ đói. Cam Đường ngồi dậy mới phát giác ra, cánh tay phải của mình có ba thanh tre buộc chặt vào, đã hơi cử động lại được. Nội thương dường như cũng giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên đó là Bàn Cửu Nương đã chạy chữa cho chàng. Cam Đường ăn bánh và thịt gà xong, lại uống mấy ngụm nước trà. Chàng móc ở trong bọc lấy ra ba viên hồi sinh đan cuối cùng nuốt rồi hỏi. Bàn Hương Chúa, bản tòa muốn hành công nơi đây. Bàn Cửu Nương ngắt lời. Tuyệt đối an toàn. Vậy thì hay lắm. Cam Đường ngồi xếp bằng nhắm mắt vận công. Chỗ thiên quyệt cuối cùng đã đả thông xong. Và công lực của chàng đã đến giai đoạn thứ 8 của thiền võ công trong Thiên Tuyệt Kỳ Thư. Nghĩa là ngang với vị tổ sư sáng lập ra Thiên Tuyệt Môn. Môn công lực tái sinh này vậy kể tạm thời như là xong. Từ đây chàng đầy đủ nội lực để ứng chiến lâu dài mà không bị suy giảm. Vô luận chàng bị nội thương thâm hậu tới đâu, cũng chỉ là trong một thời gian ngắn là sẽ phục hồi lại ngay mà không cần nhờ dược lực. Bàn Cửu Nương ra nằm ở ngoài hiên miếu, dù ai ngó tới cũng chỉ cho rằng y là một gã ăn mày. Tiếng trống sang canh thành Lạc Dương văng vẳng vọng ra. Đêm đã sang canh ba được ba khắc rồi. Bàn Cửu Nương tuy nằm đó mà vẫn mở mắt coi chừng. Cam Đường đang hành công, dĩ nhiên y phải hộ vệ cho chàng khi nào dám sơ hở. Cam Đường là vị trưởng môn tương lai và địa vị của chàng gần ngang với Thái Phu Nhân. Nên bất luận ai trong phái Thiên Tuyệt đối với chàng cũng phải kính cẩn hết lòng. Bất thình lình một chiếc bóng trắng xuất hiện trước cửa miếu như một bóng ma. Bóng trắng này đến nơi không một tiếng động. Dưới nách của bóng trắng cặp một người áo đen, còn một tay cầm chiếc bao vải. Bàn Cửu Nương vẫn coi chừng không hề trễ nải, mà lúc đối phương xuất hiện y mới phát giác ra. Y tự thẹn là thân pháp của mình hãy còn thua bóng trắng rất xa. Khi y nhìn rõ đối phương thì không khỏi hết vía. Người mới đến mình mặc áo trắng, chân đi giày trắng, đầu phủ vải trắng, chỉ để co hai con mắt ra ngoài. Bạch bào quái nhân này chính là người mà Bàn Cửu Nương đã dâng lệnh của Trình Diện Chúa đưa tin cho thiếu chủ, cần tìm cách phanh phui để biết rõ chân tướng. Hắn đến đây làm gì? Thiếu chủ đang vận công vào lúc tối hậu. Nếu chàng bị quấy rầy thì hậu quả không biết tới đâu mà lường. Nhưng Bàn Cửu Nương tự biết mình không nắm chắc được phần nào để đẩy lùi đối phương, để ngăn trở không cho hắn vào trong. Tòa miếu thổ địa này nhỏ bé quá. Nếu quái nhân vào được là phát giác ra ngay. Bàn Cửu Nương kinh hãi đến đội mồ hôi nhỏ giọt. Y vẫn nằm cong queo không nhúc nhích, lòng nóng như lửa đốt. Bạch bào quái nhân đảo mắt nhìn một lượt rồi cất bước vào miếu. Chân của hắn vừa bước qua ngưỡng cửa, thốt nhiên hắn lùi trở lại. Cặp mắt của hắn chiếu ra những tia hàn quang. Quái nhân nhìn chòng chọc vào người của Bàn Cửu Nương. Bàn Cửu Nương giả bộ ngủ say, mắt giận hé mở để coi động tĩnh. Đến lúc này mà y vẫn chưa nghĩ ra kế gì để đối phó.
Bạch bào quái nhân nhìn kỹ bàn cổ nương một lúc, rồi cất tiếng ồm ồm nói. Lão khất bà, tuy mụ không phải là người gió lâm, nhưng ta cũng không thể tha mụ được. Mụ chết đi để siêu sinh cho sớm, tìm vào một nhà tử tế mà đầu thai, đặng khỏi chịu nói lầm than trong cuộc đời này. Bàn cứu nương trân mình đi một cái, bị chân đá trúng lưng. Bàn cứu nương mới kêu được nửa tiếng thì người đã bật tung lên cao hơn cả trượng rồi rớt xuống. Tai mắt mũi đều ứa máu tươi, mụ giải đành đạch mấy cái rồi tắt thở mà chết. Bạch bào quái nhân không nghi ngờ y là người của võ lâm, vì chỉ đá có một cước bình thường mà mụ đã mất mạng. Bàn cứu nương lúc bị đá tung lên, đồng thời bị đá văng cả một viên đạn nhỏ vào ở trong miếng. Bạch bào quái nhân không để ý tới, hắn nhìn tình trạng của bàn cứu nương chắc chắn là mụ không sống được nữa rồi. Hắn lại khoa chân bước vào trong miếng. Đột nhiên một mùi hôi thối như xác chết xông lên khiến cho hắn phải buồn nôn. Bạch bào quái nhân hừ một tiếng lùi ra ngoài hiên, hất người áo đen xuống đất đánh khuynh một tiếng. Hắn đặt chiếc bao vải xuống đất, đoạn hắn giơ ngón tay ra, điểm vào huyệt đạo của người áo đen. Người áo đen hồi tỉnh rên lên một tiếng. Hắn liền cất giọng âm trầm đầy vẻ hung ác hỏi. Ngươi là thuộc hạ của môn phái nào? Và đã dâng mệnh ai làm việc này? Người áo đen rung lên bần bật, ngửa mặt lên nhìn bạch bào quái nhân nhưng không nói gì. Bạch bào quái nhân cười lạc một tiếng rồi hỏi tiếp. Tiểu tử, người có muốn nếm mùi bông gân trật xương không? Người áo đen lớn tiếng đáp. Người giết quách ta đi. Không có giản dị như vậy đâu. Mặc dầu giết ngươi chẳng qua như giết một con ruồi mà thôi. Ngươi đừng hòng hỏi ta được một câu nào. Trừ phi thân của ngươi không phải bằng da thịt. Người áo đen giơ chưởng lên tự đập vào đầu của mình để toan tự sát. Bạch bào quái nhân chỉ khẽ giơ tay lên một cái là bàn tay của người áo đen đã phải bỏ thõng xuống ngay. Bạch bào quái nhân lại giục. Nói đi. Không được. Bạch bào quái nhân thò ngón tay vào, điểm vào người áo đen liền ba cái. Người áo đen co quắp người lại, miệng phát ra những tiếng rên thê thảm, khiến cho người nghe phải ghê hồn. Tiếng rên là mỗi lúc mỗi thêm kịch liệt. Người của y tự hồ như bị thương trầm trọng, trông chẳng khác gì một giống động vật lăn lộn giải chết. Hai tay của y cào cấu thân mình, áo quần rách tươm, toạc da chảy máu ướt đẫm. Mặt đất cũng biến thành đống bùn đỏ lợm. Thảm cảnh này thật ít thấy ở nhân gian. Tiếng rên là thê thảm sao nhỏ dần, lại rồi cuối cùng thành tiếng kêu gào nhát gần đứt đoạn. Bạch bào quái nhân cất giọng thâm độc hỏi. Người có nói hay là không? Người áo đen không phản ứng chi hết. Bạch bào quái nhân cúi xuống kéo tay người áo đen rồi quát hỏi. Người ở môn phái nào? Chịu mệnh lệnh của ai sai khiến? Nói mau. Người áo đen vẫn cố gắng rít lên một tiếng. Không. Bạch bào quái nhân hứ lên một cái. Hai tay của hắn cầm lấy bàn tay đối phương bẻ mạnh một cái. Cắt. Người áo đen lại rung lên nhưng không la được nữa. Một bàn tay của y đã bị bẻ gãy. Thủ đoạn tàn khốc này nếu là người có chút nhân tính quyết không ai làm được. Bà quái nhân bật ngón tay một cái vào người áo đen cho tỉnh lại. Người áo đen thở hồng hộc. Tiếng thở này nghe tựa hồ không phải là tiếng người, mà dường như là tiếng của giả thú sắp bị chọc tiết. Nó rít lên từng hồi rồi lặng đi. Thật là thê thảm. Bạch bào quái nhân lại gầm lên. Nếu ngươi không nói thì ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh đó. Người áo đen trợn cặp mắt thất thần lên nhìn bạch bào quái nhân. Vẻ mặt căm hận này khiến ai nhìn thấy cũng không bao giờ quên được. Bạch bào quái nhân thấy đối phương vẫn không chịu mở miệng. Hắn lại bật lên tiếng cười hung ác rồi tóm lấy đối phương. Ngay lúc ấy bất thình lình một thanh âm lạnh thấu xương nổi lên. Thủ đoạn của các hạ thật là tàn nhẫn đó. Bạch bào quái nhân giật mình kinh hãi rụt tay về, bất giác lùi lại một bước. Hắn không ngờ có người ẩn nấp ở bên mình. Phía trong cửa miếu một chàng thiếu niên mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao. Đứng sững ngay đó khiến người trông thấy phải hãi hùng. Chàng chính là Cam Đường, ở trong miếu để vận nội công.
Bạch bào quái nhân sau khi đã nhìn rõ lại càng kinh hãi hơn, la lên: Người còn chưa chết ư? Tam Đường cũng rung lên tự hỏi. Hắn hỏi mình câu này là nghĩa làm sao? Chàng nhớ lại lần đầu gặp đối phương tại Điệp Thạch Phong, nhưng hắn chưa từng động thủ. Đến lần thứ hai gặp nhau trong khổ trúc am thì chàng đã đeo mặt nạ, biến thành một gã thiếu niên vàng ửng ốm o. Bây giờ chàng lộ chân tướng, thế là ba lần chàng chạm mặt với quái nhân dưới ba lỗ khác nhau. Mà tại sao đối phương lại hỏi chàng câu đó? Cam Đường vẫn giữ một giọng lạnh lùng như băng hỏi lại: Ta làm sao mà chết hả? Bây giờ ngươi chết cũng thế thôi. Bây giờ kẻ mất mạng chính là ngươi mới phải đó. Thù cũ hận mới tràn ngập ở trong đầu của Cam Đường. Đầu núi Điệp Thạch Phong xích nửa thần cơ tử đã bị mất mạng trong khẩu trúc am. Khi khí trần nữ ni bị cục một tay, chính chàng cũng xích bỏ mạng. Bây giờ bàn cửu nương lại chết lăn ra đó. Cam Đường cất bước ra ngoài cửa miếu, mắt của chàng đầy sát khí trong gớm khiếp. Bạch bào quái nhân lẩm bẩm một mình: Không có lẽ nào. Tam Đường cũng bụng bảo dạ. Tiếng tiều bí ẩn trên núi Điệp Thạch, vụ bí mật ở khổ trúc am, bóng trắng bí mật mà Nam Cung trưởng lão đã nhìn thấy trên chùa Thiếu Lâm, bao nhiêu điều bí mật phen này mình phải hỏi cho ra. Chàng trầm giọng rồi hỏi: Chẳng lẽ các hạ không dám để cho người ta nhìn thấy mặt mà cứ phải bịt kín như vậy sao? Bạch bào quái nhân cười gằn đáp: Tiểu tử, người nhất định phải chết. Cam Đường cười lạ hỏi: Bất luận ai sống hay ai chết, tưởng các hạ cũng có tên để mà gọi chứ? Người không đáng hỏi ta. Xem chừng tại hạ phải động thủ để kéo cái mặt nạ của các hạ xuống rồi đó. Tiểu tử, liệu người có làm được không? Thì các hạ hãy thử coi đây. Chàng vừa dứt lời mình đã băng đi nhảy sổ tới bạch bào quái nhân, thuận thế đánh ra một chiêu cực kỳ mãnh liệt. Sau khi trải qua ba lần tử kiếp, Cam Đường đã luyện xong đoạn thứ 8 trong thiền võ công của phái Thiên Tuyệt. Bây giờ công lực của chàng đã ngang với vị tổ sư sáng lập đồng môn phái. Xăm! Một tiếng nổ rùng rợn, bóng người giáp vào nhau rồi lại giang ra xa. Bạch bào quái nhân loạn choạng người đi. Lòng tự tin của Cam Đường tăng lên rất nhiều. Chàng lùi ra rồi tiến vào. Xăm xăm! Cam Đường đón lấy pháp chưởng của đối phương vào trước ngực. Chàng phải lùi lại đến ba bước liền. Bạch bào quái nhân cũng bị trúng chưởng rên lên một tiếng. Hai bên trao đổi hai chiêu so với cuộc đấu ở khổ trúc am, thì nay tình thế chủ khách đã đảo ngược lại. Võ học của phái Thiền Tuyệt hữu công vô thủ, được thua gì chỉ trong nháy mắt là sẽ rõ rệt ngay. Cam Đường bây giờ đã được nội lực cao thấp của đối phương. Ở trong bụng chàng sẵn có thành kiến, chàng lớn tiếng quát: Nạp mạng đi! Chàng dẫn công lực đinh đến tột độ, song chưởng phóng mạnh ra như trời long đất lở. Chỉ nghe hự một tiếng, bạch bào quái nhân rên lên một tiếng, gã lão đảo người đi, lùi lại đến thềm đá bên cửa miếu. Cam Đường điều hòa chân khí rồi tiến lại. Bạch bào quái nhân đột nhiên băng đi thì bất thình lình, một luồng phản lực mạnh tựa lây non, thốt nhiên đánh tới đẩy người của bạch bào quái nhân phải lui trở lại trong không trường, giáp mặt vào Cam Đường. Nếu chàng không mau tránh lẹ thì hai người đụng mạnh vào bạch bào quái nhân. Bạch bào quái nhân sợ mất mật, đảo mắt nhìn quanh rồi bật lên tiếng la quảng. Người phóng chưởng ra tập kích vừa rồi rõ ràng là mụ ăn mày ngũ quan đã ứa máu nằm chết giấc lúc nãy. Cam Đường ngấm ngầm giật mình kinh hãi. Chàng cho là bàn cứu nương đã bị hại rồi, ngờ đâu mụ vẫn còn sống. Cái tuyệt diệu của Thiên Tuyệt võ học là ở chỗ đó. Bạch bào quái nhân tự biết rằng mình nếu còn chần chờ thì khó lòng thoát khỏi cái chết. Hắn nhắm ngay Cam Đường đánh ra 8 chưởng liền, quy thế cực kỳ mãnh liệt, khiến cho người nhìn thấy phải lắc đầu le lưỡi. Cam Đường bất giác lùi lại. Bạch bào quái nhân phóng liền 8 chưởng ra rồi băng mình chạy trốn mau lẹ, đến đội không ai kịp nhìn rõ. Nhưng đáng tiếc là hắn đã gặp phải một tài đối thủ phi thường. Quay trở lại, hai bóng người đối diện nhau ở trên không, tiếng rú thề thảm vang lên. Bạch bào quái nhân rớt xuống đất, nhưng hắn đứng dậy được ngay. Tấm khăn bịt mặt đỏ lờm vì máu ở trong miệng ứa ra.
Bàn cửu nương la to lên một tiếng, một trận mưa đen đổ xuống người của Cam Đường. Cam Đường thi triển phép trì phòng quá ảnh, lạng người ra xa ngoài một trượng. Cơn mưa đen đổ xuống mặt đất, bốc lên một thứ quả quang xanh lè. Nằm ra! Tiếng của Cam Đường quát vừa dứt, bạch bào quái nhân chưa kịp lên tiếng thì người của hắn đã ngã quỵ xuống đất. Hắn cố gượng lồm cồm bò dậy mà không được. Hiển nhiên phát chưởng của Cam Đường mãnh liệt quá chừng. Bên kia bàn cửu nương đang chữa thương cho người áo đen sắp chết. Cam Đường quay lại hỏi. Bàn hương chủ, vụ này thế nào? Hắn không chết được đâu. Hài lắm. Chàng quay đầu lại tiện tay nắm lấy cái bao vải mở ra xem thì không khỏi kinh hãi. Ở trong cái bao vải, gói thủ cấp của người đệ tử phái Thiếu Lâm giả làm trưởng môn nhân Phương Trượng mà Lâm Dân đã cho chàng coi lúc trước, chàng tự hỏi. Chẳng lẽ bạch bào quái nhân đúng là tử thần, một ma đầu khét tiếng võ lâm? Giết được tử thần là một chuyện làm chấn động giang hồ, và những vụ quyết kiếp kinh hồn sẽ không còn nữa. Trong lòng của Cam Đường khích động vô cùng, chàng lớn tiếng quát. Báo danh đi! Bạch bào quái nhân gắng gượng ngồi dậy, rên lên rồi đáp. Tiểu tử, mì cứ hóng hách đi, nhưng mì cũng chả còn sống được lâu đâu. Cam Đường giơ tay lên, kéo tấm vải phủ đầu lão xuống. Chàng định thần nhìn kỹ không khỏi sững sờ. Tấm vải kéo xuống lộ ra một bộ mặt non nớt chừng 20 tuổi, hung dữ kinh người, miệng ứa máu đỏ lợm. Gã dĩ nhiên không phải là tử thần, vì tử thần nổi tiếng đã 60 năm về trước, thì bây giờ ít ra cũng gần 100 tuổi mới phải. Vậy gã là ai đây? Bàn cửu nương tiến lại nhìn mặt của bạch bào quái nhân nghi ngờ hỏi. Hắn là ai vậy? Cam Đường nghĩ thật mau. Chàng được gặp bạch bào quái nhân là đầu tiên ở Điệp Thạch Phong. Hắn chịu mệnh lệnh của người thổi tiêu. Rồi chàng lại tự hỏi. Hai quái nhân thổi tiêu mới đúng là tử thần. Nhưng lúc mình thi chuyển thuật tìm thính, nghe rõ ràng là thanh âm của người đàn bà. Chẳng lẽ tử thần là đàn bà sao? Gã này nếu là tai sai của tử thần, thì hắn lấy đầu người làm gì? Trong khổ trúc am, nữ ni khí trần miệng đã nói ra là chặt một tay để đền ơn. Vậy giữa bạch bào quái nhân và khí trần có mối liên quan gì chứ? Bí mật, thật là một sâu bí mật khó lòng phanh phui ra được. Cam Đường nghĩ vậy liền đổi giọng hỏi. Các hạ thật sự là ai? Người không đáng hỏi đâu. Các hạ không chịu nói, nhưng tại hạ e rằng không được đâu. Tiểu tử, rồi phái Thiên Tuyệt sẽ gặp phải một cuộc báo thù ghê gớm gấp trăm lần. Đó là một chuyện khác. Tại hạ hỏi các hạ một điều. Người đàn bà trên ngọn Điệp Thạch Phong là ai? Điệp Thạch Phong ư? Người đàn bà nào? Thằng lõi con, ngươi nói gì mà thúi quá vậy? Cam Đường lại hỏi. Còn người nữ ni trong khổ trúc am là ai? Bạch bào quái nhân rung lên hỏi lại. Thằng lõi con giỏi thiệt. Té ra mi là thằng quỷ da vàng mặt ủ. Mi còn chưa chết sao? Cam Đường cười nói. Bản thiếu chủ khi nào chết dễ như vậy được? Bạch bào quái nhân rung lên bần bật hỏi. Tiểu tử, mi định làm gì ta? Ta muốn rằng các hạ nói rõ chân tướng. Không được. Trưởng môn phái Thiếu Lâm cùng 10 vị trưởng lão đều bị sát hại về tay các hạ, có phải không? Bạch bào quái nhân vẻ mặt hung dữ đáp. Tiểu tử, mày đừng rườm lời nữa, ta không có nói gì đâu. Cam Đường lại càng nghi hoặc, chàng nghĩ thầm. Xem chừng bạch bào quái nhân mà mình gặp ở trên ngọn Điệp Thạch với quái nhân gặp trong khổ trúc am không phải chỉ là một, mà họ quá trang giống nhau khiến mình càng thêm khó hiểu. Chàng lại hỏi. Hiển nhiên các hạ đã dâng mệnh ai? Ta không nói đâu. Các hạ muốn chết ư? Mì hạ thủ đi. Món nợ này rồi có người sẽ trả cho ta. Giọng nói sặc mùi tanh máu khiến cho người nghe không rét mà run. Cam Đường lại hỏi. Các hạ nhất định không nói. Không. Vậy các hạ sẽ được nếm thử mùi thủ đoạn mà chính các hạ đã thi hành. Người dám làm như vậy ư? Có gì mà không dám. Chỉ một món nợ máu ở khổ trúc am, các hạ dù có chết xuống đến 10 lần cũng là đáng kiếp. Lúc này ở trong đầu của Cam Đường này nổi lên một bộ mặt dưới hai hình ảnh. Một là hình bóng mỹ nhân đẹp như thiên thiên ngồi ở trên hương xa.
Một là vị nữ ni trẻ tuổi cùng tay. Cả hai hình ảnh này đã in vào trong tâm khảm của chàng. Vì nàng là người con gái đầu tiên đã lọt vào mắt chàng nên thủy chung chàng không quên được. Cam Đường lại liên tưởng đến một tên đệ tử của Thanh Long Bảo thay thế cho Thiếu Bảo Chúa dạy võ hùng đến phòng quả đốt khổ trúc an. Và nữ lang áo trắng đã bị chàng đánh một đòn rồi chạy trốn. Chàng tự hỏi, hai bạch bào quái nhân này có liên quan gì với nhau không? Bỗng bàn cửu nương chợt la quảng lên. Thiếu chủ, hắn! Cam Đường giật mình hỏi, cái gì? Chàng định thần lại nhìn thì bạch bào quái nhân đã đâm một ngón tay thật sâu vào huyệt thái dương của hắn và nằm quay ra đó. Hắn thừa lúc Cam Đường đang trầm tư để mà tự sát. Bạch bào quái nhân tự giận thật là hết sức bất ngờ. Cái chết của hắn đem theo cả bao nhiêu bí mật. Cam Đường tự trách mình sơ ý một chút để đến nỗi không ngăn trở kịp thời hành động của đối phương. Chàng thừa người ra nhìn bàn cửu nương giỏi. Bàn hương chủ, liệu còn cứu được nữa không? Bàn cửu nương lắc đầu đáp. Ngón tay đã đâm đúng vào tử huyệt thì dù là thần tiên cũng đành chịu bó tay. Cam Đường phàn nàn. Hắn chưa có nói câu nào, cả đến lai lịch của hắn mình cũng không biết. Bàn cửu nương ngắt lời. Muốn biết lai lịch của hắn cũng không có khó gì. Sao lại không khó? Số là Trình Diện Chúa vốn nhất tâm định mở mặt của bạch bào quái nhân để coi chân tướng. Thì người đã có chủ ý rồi. Bây giờ chỉ cần cho Trình Diện Chúa trông thấy là khám phá được sự bí mật này. Nhưng Trình Diện Chúa không có ở đây thì biết làm thế nào? Để ti tòa lột tấm da mặt của y đưa về cho Trình Diện Chúa giám định. Như vậy có vẻ tàn nhẫn quá. Thiếu chủ, đến thủ cấp của trưởng môn phái Thiếu Lâm, hắn giết người rồi còn chặt lấy cầm ở trên tay. Không lẽ không tàn nhẫn sao? Thôi hương chủ làm đi, để bản tòa hỏi chuyện ông bạn kia. Dứt lời chàng đến bên chỗ của người áo đen đang nằm. Lúc này người áo đen đã cử động được. Tùy khắp người của y vết máu loan lổ, nhưng vẻ mặt không ra chịu gì đau đớn. Thuộc kỳ hoàng của phái Thiên Tuyệt quả là thần diệu. Cam Đường ôn tồn hỏi. Ông bạn có thể nói rõ đầu đuôi cho tại hạ nghe được không? Người áo đen chuyển mình phục lại xuống và nói. Đà tạ ơn cứu mạng. Ông bạn bất tất phải đa lễ. Tiểu nhân là Khuất Trì Phong, dân mệnh đưa cái hộp lên chùa Thiếu Lâm. Cam Đường gật đầu nói. Vậy ngươi là đệ tử dưới trướng của phái Kỳ Môn hay là? Người áo đen lại xong ngồi vậy. Nghe Cam Đường hỏi vậy, y chưng hẳn đáp. Phải rồi. Tiểu nhân là đệ tử chủ đàn phái Kỳ Môn. Cam Đường nghĩ thầm. Dĩ nhiên gã này được Lâm Dân phái đi trả đầu người. Nhưng không hiểu mẹ con của Ma Mẫu có mối liên quan gì đến phái Kỳ Môn không. Nếu có thì chỉ ở chỗ Lâm Dân là cháu của Ma Mẫu. Lâm Dân không là thiếu chủ phái Kỳ Môn thì cũng là một người có địa vị khá cao trong môn phái đó. Nếu không thế thì tình trạng này cũng là lại một vấn đề phức tạp. Lâm Dân đã trở mặt động thủ với bọn tà tử, liều mạng để hộ vệ cho Cam Đường. Mối ân tình đó chàng đã ghi sâu vào trong tâm khảm. Vì không có Lâm Dân chịu thay cho chàng một mũi phi đao thì chàng đã chết rồi. Quốc Trị Phong đã là thuộc hạ của phái Kỳ Môn, mà chàng cứu gã là một việc rất đích đáng. Cam Đường lại ôn tồn nói. Ông bạn, tại hạ có mấy điều muốn hỏi, nếu ông bạn không tiện nói thì bất tất phải trả lời. Tiểu nhân có thể hỏi trước một lời được chăng? Cam Đường nói ngay. Tại hạ là Thi Thiên Đường, thiếu chủ của Thiên Tuyệt. Quốc Trì Phong kêu ồ lên một tiếng rồi nói. À, té ra là Thi thiếu chủ, tiểu nhân thật là thất kính. Ông bạn đừng nói vậy. Thiếu môn chủ muốn hỏi tiểu nhân điều gì xin cứ nói. Ông bạn có quen biết Lâm Dân không? Lâm Dân nào? Ý là một chàng thư sinh áo xanh. Ồ, đó là thiếu chủ của tệ phái. Cách đây không xa có một tòa nhà đồ sộ, tưởng đó là một người thân tín của tệ thiếu chủ. Cam Đường lại nhớ tới người chủ tấm thiếp vẽ qua mẫu đơn liền hỏi. Ông bạn của Lâm Dân huynh là ai vậy? Cái đó xin tha thứ cho tiểu nhân không tiện trình bày. Đã vậy thì tại hạ cũng không hỏi nữa. Tiểu nhân thật lấy làm ái nấy. Không sao đâu.
Cam Đường tuy miệng thì nói thế nhưng ở trong lòng vẫn băn khoăn. Vì người để cánh thiếp vẽ hình qua mẫu đơn, lại sao giữ bí mật đến như thế? Cứ theo những dấu vết mà phỏng đoán thì đối phương rất có thể là một người đàn bà. Chẳng ngờ Lâm Dân là bạn tri kỷ má hậu. Chỉ trong khoảnh khắc, bàn cứu nương đã bóc xong lớp da mặt của bạch bào quái nhân và đem thi thể của hắn mai táng đâu đó rồi. Trời vừa sáng, ánh thần quang quét sạch làn hắc khí âm u bao phủ đang đêm. Cam Đường nhìn Quốc Trì Phong rồi hỏi, ông bạn liệu có tự mình cử động được không? Cảm ơn thiếu chủ có dạ quan hoài, chỉ cần sao tiểu nhân không chết là sẽ có người đồng môn đến tiếp ứng. Được rồi, nhờ ông bạn chuyển lời hỏi thăm của tại hạ đến thiếu chủ. Ông bạn giữ cái hộp gỗ đó rồi đem đi đi. Xin tuân mệnh. Cam Đường quay lại bảo với bàn cửu nương, bàn hương chủ, bản tòa cũng đi thôi. Thiếu chủ, ti tòa còn có chuyện phụng bẩm. Việc gì? Bàn cửu nương tiến lại gần rồi nói khẽ, lần trước thiếu chủ có sai ti tòa báo tin về trình diện chúa tìm cách cứu chữa cho thần cơ tử ở trong thạch động đầu núi Điệp Trạch. Thế thì sao? Thần cơ tử bị hại rồi. Cam Đường giật mình kinh hãi, chàng rung lên hỏi, thần cơ tử bị hại rồi ư? Đúng vậy, theo lời diện chúa thì lão chết về một thứ công lực thuộc tà phái, toàn thân không để lại một thương tích gì cả. Cam Đường nghe nói lại nhớ đến cái chết của mấy chục đệ tử cùng 10 vị trưởng lão phái Thiếu Lâm, cùng bị hạ sát mà tuyệt vô thương tích. Chàng tự hỏi, phải chăng người hạ sát thần cơ tử và hung thủ gây kiếp nạn chùa Thiếu Lâm chỉ là một? Đó phải chăng là thủ pháp giết người của tử thần? Tại sao tử thần lại hạ sát thần cơ tử? Chỗ thần cơ tử rất là bí ẩn, sao tử thần cũng đến đó để hạ sát thủ? Chẳng lẽ bạch bào quái nhân mà mình gặp lần đầu tiên chính là tử thần? Thần cơ tử là một bậc kỳ nhân ở trên đời, coi việc thiên hạ như việc của mình, không ngờ bị kết quả như ngày nay. Cam Đường nghĩ tới nghĩ lui thì mấu chốt là quái nhân thổi tiêu ở trên núi Điệp Thạch. Nếu khám phá ra được chân tướng, quái tiêu chủ nhân là phá tan được những sự bí mật khác. Chàng liền hỏi, trình diện chúa có căn dặn gì nữa không? Không, bản tòa đi đây. Thiếu chủ cho biết hành tung có được không? Bản tòa phải đi nhiều nơi, hành tung vô định. Ti tòa xin đưa chân thiếu chủ, miễn đi thôi. Cam Đường vừa dứt lời thì người của chàng đã băng ra xa ngoài năm trượng. Cam Đường ngẩn mình, nhìn thấy bốn phía không có bóng người. Chàng lại đeo chiếc mặt nạ vào, trở thành một quái nhân, một mắt mũi lệch sang một bên. Chàng chạy được một đoạn đường rồi tìm vào một gian nhà nông phu để mua bộ áo vải màu xanh mặt bên ngoài. Như vậy tướng mạo cân xứng với y phục. Cam Đường vừa đi vừa tính toán bước đường hành động. Cửu tà ma mẫu lần trước gặp mặt chàng đã biết chàng là thiếu chủ của phái Thiên Tuyệt, nhưng mụ không lộ vẻ gì khác lạ, như thế đủ chứng minh dù nghĩa phụ nghĩa huynh của chàng đã bị chặt tay ở chân núi Thái Hàn, không dính líu gì đến mụ, và chàng đã đoán sai. Sau khi thấy tấm Ưng Long Ma Bài xuất hiện, mụ mới biến sắc. Chẳng những mụ cố tra hỏi ra lai lịch mà còn thốt ra những lời muốn tiêu diệt phái Thiên Tuyệt. Thế thì ngoài chuyện mụ và chân chính hung phạm của vụ quyết kiếp tại Thánh Thành còn có vụ nào khác liên quan nữa hay không? Cam Đường nghĩ tới mối quyết cựu thì đau đớn chẳng khác chi sôi gan dở mật. Có lý đâu lại để cho kẻ thù chẳng đội trời chung được sống tiêu diêu. Cam Đường liền quyết định trả thù. Trước hết là hãy giết cửu tà ma mẫu rồi sẽ tìm xào quyệt của ma dương. Sau khi trừ diệt xong hai tên đại ma đầu, sẽ tính đến chuyện trở lại Ngọc Điệp Bảo, cùng là điều tra vụ bí mật về nghĩa phụ và nghĩa huynh bị hạ sát, cuối cùng lên thám thính Điệp Thạch Phong, tiêu diệt tử thần để giải trừ mọi vụ quyết án cho Võ Lâm. Từ lúc Cam Đường luyện xong đoạn thứ 8 trong Thiên Tuyệt Võ Công, chàng tự tin có thể chiến đấu được với ma mẫu. Bây giờ chàng đã thay đổi tương diện, rất có thể tùy cơ hành sự. Quyết định chủ ý rồi, Cam Đường nhìn nhận phương hướng, tiến về phía tòa nhà đồ sộ, chỗ mà ma mẫu đang ẩn cư. Bất thình lình Cam Đường nghe thấy tiếng quát tháo xen lẫn tiếng đàn bà con gái mắng chửi ôm sợm từ xa vọng lại.
Tam Đường Động Tâm dừng bước lắng tai nghe rõ thanh âm từ trong một khu rừng rậm mé bên tả gần đó vọng ra. Tiếng chửi mắng của người đàn bà sau biến thành tiếng kêu khóc bi thảm chói tai. Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định lại xem vụ gì. Chàng liền xoay mình đi về hướng khu rừng rậm mé bên tả. Ngoài gian rừng đã có hơn một chục con ngựa to béo, bụi bám đầy mình buộc tại đó. Cứ nhìn đàn ngựa này, đầu mình bụi cát cũng đủ biết rằng chúng đã trải qua một cuộc hành trình khá là xa xôi. Tam Đường tiến vào sâu ở trong rừng, chừng hơn 10 trượng thì thấy bóng người lố nhố, dây lại thành một vòng ở giữa khu đất trống. Tam Đường len lén đi tới ngoài vòng dây không một tiếng động. 14 gã đại hán võ phục áo xanh đứng tản mát vây quanh bốn mặt. Giặc áo đằng trước đều có thêu hình một con rồng nhỏ đang nhe nanh múa vuốt. Giữa đám người này một lão già đầu hươu mắt chuột đứng đối diện với một thiếu phụ vẻ mặt cực kỳ thê thảm. Thiếu phụ áo quần xốc xếch, thoa nghiêng, tóc rối, nước mắt ràn rụa. Nhưng những cái đó cũng không che giấu được vẻ diễm lệ thiên nhiên của nàng. Lão già nở một nụ cười hung ác, cất giọng ồm ồm hỏi: "Thiếu phu nhân có biết tính ngàn bướng này sẽ đưa đến hậu quả nào không?" Thiếu phụ quát to: "Con chó già Tống Nhị Lan kia, người không báo ứng được mi thì nhất định sẽ có trời quả báo." Lão già kêu bằng Tống Nhị Lan nổi lên một trận cười sằn sặc đầy vẻ thông độc rồi nói: "Thiếu phu nhân có biết bảo chúa đòi hỏi ở lão phu thế nào không?" Lão già vô liêm sĩ kia, ngươi nói cái gì? "Nếu không đuổi bắt được người thì phải đem thi thể về phục mạng." "Ta đã không muốn sống nữa rồi, vậy thì con chó săn nhà ngươi đem thi thể của ta về mà phục mạng đi." "Thiếu phu nhân nên nhớ rằng lão phu nói thế nào là làm được như vậy." "Ngươi làm đi, cả Thanh Long Bảo từ trên xuống dưới đều đáng giết chết." Tam Đường nấp ở chỗ kín cảm thấy máu chảy rần rần ở trong người, trong ngực của chàng đánh thình thịch. Chàng lẩm bẩm: "Té ra bọn này là thuộc hạ của Thanh Long Bảo, mà thiếu phụ kia được gọi là thiếu phu nhân, phải chăng là vị hôn thê đã hứa gả cho mình, tên gọi là Tây Môn Tố Danh?" Rồi chàng lại tự trả lời: "Chắc là phải rồi, trừ nàng ra thì còn ai nữa. Mình từng nghe lời đồn Thanh Long Bảo chúa Vệ Phi chỉ có một đứa con trai là Vệ Võ Hùng, thì dĩ nhiên nàng ấy là Tây Môn Tố Dân rồi, không sai nữa. Nhưng tại sao nàng lại bị bọn này truy kích? Nghe lời nàng nói là dường như nàng căm hận sâu cay bọn Thanh Long Bảo mà không hiểu gì lẽ gì." Quý thính giả thân mến, Quyết Thiếp Vong Hồn Ký phần 10, tác giả Trần Thanh Vân, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 11 tiếp theo. Xin tạm biệt.